các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lại. Trước mặt các bạn là loại cây lộc vần, mà loại cây mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Nhắc tới lộc vần thì chắc các bạn đã biết được công dụng của nó rồi đúng không ạ? Vâng, cái cây lộc vần này không để dùng để ăn trái ha, cũng chẳng là một cây độc lạ mà nó đã là cây khá là quen thuộc với chúng ta. Và cái đối với cây lộc vần này thì chủ yếu chúng ta trồng kiểng ha, nó có tác dụng trong phong thủy rất tốt nha các bạn. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu về cây lộc vần này ha. Này các bạn thấy đây, lá của nó như thế này nè, lá nó hình bầu dục và nó dài như thế này, cái rìa lá nó có răng cơ nha các bạn ha. Đây là một cây thân, cây gốc của nó đây này, cái gốc nó rất đẹp các bạn, được nghệ nhân uống nắng rất là dễ thương ha, bầu ra như thế này đây, bạn thấy gõ không ạ? Chúng ta chọn những cây thẳng, thân thẳng ha. Rồi lá của nó như thế này đây. Như đây là cây con nha các bạn, nó có chiều cao khoảng từ 40 đến 50 cm thôi ha. Lá thì nó găng cưa. Đợt non á, thì nó có đợt là già thì nó xanh đậm như thế này ha. Nhưng đợt non thì nó có màu khác, nó màu tím. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Cưa khá nhiều ha, chúng ta sờ vào sẽ cảm thấy nhám luôn đó các bạn. Đây là cái đọt non nhất của nó đây, nó màu hơi tím tím ha. Còn đây là cái đã lớn hơn, đọt non đã lớn hơn, màu nó chuyển sang ngà ngà gần xanh rồi đó các bạn. Nếu chúng ta chăm sóc tốt thì đối với cây lộc vần như thế này thì nó có tuổi thọ của nó có thể kéo dài khoảng vài chục năm cho đến hàng trăm năm mà nó vẫn xanh tốt nha các bạn. Hoa của nó thì nó rủ xuống như thành một cái đường hình dài rất là đẹp mắt, nó màu đỏ nha ha. Nếu các bạn muốn sở hữu thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.